này đang kết thúc rồi. Đang cái phần kết rồi thì đông người thế chứ. Đấy, ông xe máy đi ra. Chùi trong bụi thì mất hình đấy, cứ ở trong đấy á. Dân hôm nay đây tưởng có hai nhà báo về tác nghiệp thì ngắm nhìn. Ở đây nó chui vào cái nồm nó rất đỡ chứ. Ở đây thằng dưới. Con này xương phết đấy, đùa. Đúng. Nhìn cứ tưởng dễ hút. Mà. Nó trở già, không già cái giọng nó thế à? Chúng ta nó động ở đấy là nó rúi rồi đấy. Ở trong bụi gì nó sút ở đâu không ạ? Nhưng con này không bao giờ đứng một chỗ suốt đâu mà. Cái gì nó ra giờ ơi. Đấy, nó đậu bên cạnh này. Đấy. Lạ gì con này. Con này nó chơi không bao giờ đứng bệt một chỗ. Kiểu gì nó phải lăng xăng. Chuyển chỗ nọ, chuyển chỗ kia. Tờ này mà chuyển móc lồng cái là sút luôn đấy. Được mỗi cái mau mồm. Xuống. Sút tận đấy, sút theo. Sút. Sút. Ôi chết rồi. Làm cái gì đấy? Wow. Đừng có vướng người đây. Thôi nó vào đây thì em ơi. Ngay cái xe kia chúng vào đấy đó. Sao được kinh nhìn. Ô, quay ra con bổ đâu mất rồi. Ba đâu? Có bụi gì vậy ạ? Bụi bên tay trái à? Cành dưới, ở cành dưới rồi. Đứng đấy khi nó sút này, ta nhìn thấy đầu nữa rồi. Nó đang đứng ở cành dưới luôn ấy. Không phải ở tán trên đâu. Đấy, đang ngó này, rung rung, chết. Yeah. Đấy, ăn hàng rồi nhá.